Thưa quý vị, theo lẽ thường thì khi giá hàng hóa tăng theo giá xăng thì khi giá xăng hạ thì giá cả hàng hóa cũng hạ theo. Thế nhưng khi giá xăng bắt đầu giảm liên tục vào tháng 7 thì nhiều loại hàng hóa, trong đó đặc biệt những hàng hóa thực phẩm thiết yếu, giá dù hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức người tiêu dùng khó chấp nhận được. Các nhà sản xuất và các chuyên gia đều cho rằng có những vấn đề chủ quan và khách quan tác động tới sự chậm trễ này. Phóng viên của truyền hình Thông tấn đã ghi nhận về thực trạng này. Đơn vị chế biến gia cầm này cho biết, vào giai đoạn tháng 5, tháng 6, tháng 7, giá xăng tăng liên tục cũng đã khiến cho giá đầu vào của nguyên liệu cám, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y tăng, tác động gián tiếp tới giá gà. Có những lúc giá gà lông lên tới 45.000 đồng một kg. Tuy nhiên khi giá xăng giảm thì giá gà vẫn phải bán với giá tương ứng với chi phí đầu vào khi nuôi. Đó là lý do giá gà vẫn cao. Không phải một con gà nuôi hôm nay giá xăng ngày hôm nay hạ là có thể con gà ngày hôm nay đã hạ. Con gà được chăn nuôi trong quy trình là lúc giá xăng đang rất cao. Thì khi bán là 1 tháng rưỡi sau, 2 tháng sau thì bắt đầu mới được bán. 2 tháng sau mới được bán hoặc 3 tháng sau mới được bán thì cái 3 tháng sau đó con gà sẽ chịu tác động ảnh hưởng giá thành đầu vào. Lúc thời điểm vì nó là đắt thì con gà vẫn rất là đắt. Ví dụ như là hiện nay là giá xăng đang được giảm hơn một chút thì lại phải hơn 2 tháng sau nữa thì con gà mới có thể so sánh đến ngày hôm nay được. Còn đối với thịt lợn, ngoài các yếu tố cấu thành nên giá thành phẩm như thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, công giết mổ thì giá xăng được cho là ít tác động nhất. Đó là lý do mà giá thịt lợn không giảm sâu theo giá xăng. Giá xăng dầu tăng ấy thì thực ra ấy, cái tác động đến thịt lợn là có, nhưng là cái phần rất nhỏ. Mà giá thịt lợn tăng lên chủ yếu là do giá thức ăn chăn nuôi cũng như các cái vật tư đầu vào, ví dụ như thuốc, ví dụ như là trang thiết bị chuồng trại và giá nhân công tăng, thì cái đó là sẽ tăng nhiều hơn so với cái xăng dầu. Vì xăng dầu nó chỉ là một cái đoạn trung chuyển nhất định trong những cái hàng hóa, mà trong cái đó thì cái vận chuyển lớn nhất thì chính là vận chuyển bằng thức ăn chăn nuôi. Thế nhưng hiện nay thì đa phần những cái thức ăn chăn nuôi ấy mà bị tăng do giá xăng dầu mà ở cái phạm vi trong nước ấy thì là không lớn. Các chuyên gia thì cho rằng tác động của giá xăng dầu tới từng mặt hàng không giống nhau. Vì thế có những mặt hàng giá hạ, nhưng có những mặt hàng giá gần như không dịch chuyển, cho dù giá xăng có giảm mạnh. Cơ cấu đầu vào, chi phí lưu thông của các mặt hàng cũng không hoàn toàn giống nhau. Theo do đó có một số mặt hàng thì có cái tỷ trọng của giá xăng dầu đầu vào lớn thì nó sẽ áp lực trực tiếp. Thế còn một số mặt hàng nó chậm hơn thì nó ít hơn thì nó sẽ có những cái sự gia giảm khác nhau. Đấy là chưa kể như đã nói đó. Ví dụ như là ngành chăn nuôi thì nó ảnh hưởng không chỉ cước vận tải, nó ảnh hưởng cả đến giá đầu vào hoặc là những cái quan hệ cung cầu ở trên thị trường. Và cuối cùng điều quan trọng nhất chính là con chức năng chúng tôi cho rằng là chưa thực sự làm hết cái trách nhiệm của mình. Khẳng định hiệu ứng tích cực từ giảm giá xăng dầu đối với các mặt hàng tiêu dùng đang còn rất hạn chế, kể cả về mặt vận tải. Ở khía cạnh khác, các chuyên gia cho rằng điều này có nguyên nhân khách quan, đó là luật pháp quy định chỉ có một số danh mục mặt hàng trong diện bình ổn giá thì nhà nước có quyền trực tiếp điều tiết, kể cả biện pháp hành chính. Áp lệnh chính chưa chắc là được. Tôi nói ví dụ rau muống có phải danh mục nhà nước quản lý đâu. Làm sao bắt bà bán từ 15.000 xuống 33.000 nữa. Phải không ạ? Đoàn gắn sẵn sàng rồi. Cho nên tôi xin nói là chúng ta làm gì nó phải mềm hóa đi. Chúng ta phải kết hợp cái biện pháp như tôi nói. Các hệ thống chính trị phải vào cuộc, diễn giải cho người ta thấy. Còn nếu cuối cùng không ấy thì chúng ta dùng biện pháp hành chính. Để ổn định thị trường và giá cả hàng hóa, Bộ Tài chính cho biết đang đẩy mạnh công tác tổng hợp, phân tích dự báo thị trường và cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết cho những tháng còn lại trong năm để tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ các biện pháp điều hành giá và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu dưới 4% mà Chính phủ đã đề ra. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền và công khai minh bạch về giá để cho người tiêu dùng hiểu và hạn chế những thông tin gây hoang mang cho người tiêu dùng và gây bất ổn cho thị trường.